Vị sư già chẳng hề nhận ra sự thay đổi của Tư Mã Sâm. Ông vẫn luôn tin tưởng vào người bạn đồng hành. Khi đi đến một thị trấn, con đường bị cắt ngang bởi một dòng sông. Mọi người phải đi thuyền sang bờ bên kia. Người lái thuyền chờ cho đủ khách mới cho thuyền rời bờ. Lúc bước xuống thuyền, vị sư già loạng choạng thế nào, suýt ngã xuống nước. Vừa thấy vậy, trong lòng Tư Mã Sâm lập tức nghĩ ra ngay một gian kế. Hắn đưa nhà sư đến ngồi sau lái, ở một chỗ vắng người, gói bạc để ở giữa. Đợi một lúc thuận tiện, không ai để ý. Hắn giở trỏ cho nhà sư một con cá đang nhảy lên khỏi mặt nước. Đợi nhà sư vừa nghiêng mình quay sang nhìn, Tư Mã Sâm thẳng tay xô mạnh. Nhà sư bất ngờ, không chút phòng bị, té nhào ngay xuống sông. Đợi cho thuyền chạy được một quãng xa, tên sát nhân mới giả vờ la lớn. Trời ơi, bạn tôi ngã xuống sông rồi, ngừng lại mau, ngừng lại mau. Gió lúc đó đang thổi mạnh, cánh buồm căng và con thuyền lướt đi dùng dục. Khi người lái thuyền cố sức neo con thuyền lại được, thì không còn thấy dấu vết nhà sư đâu nữa cả. Tư Mã Sâm gào lên, nước mắt hắn vàng nhụa. Nhà sư đó là người bạn thân thiết nhất của tôi. Trời ơi, bây giờ ông chết rồi, bỏ lại tôi một mình, khổ sở.